Hôm nay thì mình tìm hiểu là một cái mảng một chiều. Thì ví dụ như các em muốn lập trình á, mà bây giờ mình khai báo 100 biến, 1000 biến thì không thể nào mà mình khai báo A, B, C, D. Như vậy các em có thấy lâu không? Rất là lâu. Thì do đó là mình sử dụng cái mảng một chiều để mình giải quyết cái vấn đề này. Thì chúng ta làm cái bài là nhập sức mảng một chiều các số nguyên nha. Nhập sức mảng một chiều các số nguyên. Thì cái chương trình các em lập trình thì bình thường các em chèn thư viện là include cái đầu tiên là cái stdio.h, mình gõ cho kỹ nha. Cái thứ hai là các em include cái gì các em? Thư viện gì? Cố gì? Cố neo.h. Cái thư viện đó mình hàm lệnh sử dụng cái hàm getch đó. Rồi. Thì mình định nghĩa một cái biến, một cái giá trị cứng luôn, là mình là sử dụng define nè. Define một cái biến max. Max là tức là một cái biến đó mang giá trị cứng là bao nhiêu các em? 100. Ví dụ mình muốn sử dụng cái mảng mình 1000 thì mình khai báo max là bao nhiêu các em? Là 1000 vô, thay đổi giá trị là xong. Thì chương trình của mình á, thì đầu tiên phải có cái hàm gì? Đầu tiên thầy không biết gì nhưng mà các em phải có cái hàm main cho thầy, rồi sau đó là có cái hàm trả về là các em code cái gì code thì phải code hàm main vô trước. Rồi. Sau đó là mình return. Return giá trị nào cũng được không? Thì để dừng màn hình lại xem á, thì mình vừa sử dụng cái lệnh là getch để mình dừng lại màn hình xem. Thì bây giờ mình khai báo một cái mảng mảng A mà có mắc phần tử, tức là mình nhập tối đa là mắc phần tử, mà cụ thể là ở đây là 100 phần tử và một cái biến n, thì nhập hơn 100 là bị lỗi đó nha. Còn mình muốn sử dụng nhiều hơn thì khai báo mắc 200, 300, 500, 700. Mình sao sử dụng bằng cái nhỏ hơn hoặc bằng cái số biến mình khai báo là được, không sử dụng quá cái số biến đó. Thì đầu tiên là mình phải thông báo ra là cho người ta là bạn nhập bao nhiêu số nguyên, hoặc là nhập n bằng, đơn giản là nhập n bằng, hoặc là thông báo là bạn muốn nhập bao nhiêu số nguyên. Thì mình mới đọc cái biến n này vào là sử dụng là ken f phần trăm d. Rồi, địa chỉ của n rồi, sau đó là mình đã nhập được vào n rồi, bắt đầu mình đi tiến hành mình nhập mảng một chiều. Thì bắt đầu mình sử dụng một cái dòng for. Thì mảng dòng một chiều á, thì cái chỉ số nó xuất phát là từ 0, y chạy từ 0 chấm phẩy, y nhỏ hơn n từ 0 đến n trừ 1 á, là n phần tử. Rồi y cộng cộng à, bắt đầu mình kêu người ta nhập ai riêng f. Rồi mình thông báo là AI bằng, tức là mình thông báo cho người ta nhập một cái biến AI. Thì đó mình mới scan cái biến AI vào. Phần trăm D. Thì cái biến AI thì cũng giống như những biến khác, để đọc vào thì mình phải nhấn cái địa chỉ của cái biến đó vào. Còn nếu không nhấn địa chỉ của cái biến là không đúng nha. Rồi sau khi mình nhập vào rồi đó thì nó sẽ nhập được n số nguyên mình. Rồi sau đó mình đi thông báo ra, mình đi xuất ha, xuất mảng một chiều. Rồi thì đầu tiên mình sẽ thông báo ra câu cho ta là mảng vừa một chiều vừa nhập là
Rồi, chuyện n cho nó xuống dòng chấm phẩy. Mình tiếp tục mình sử dụng cái lệnh for in y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. À, mình xuất ra cái giá trị của mảng một chiều ring f rồi a phần trăm d bằng phần trăm d xuất là a y và a giá trị của y rồi, rồi mình đi debate. Nhập 5 số ra 0, 1, 0, trừ 1, 2, 3, 4. Đây để cho đẹp thì mình nói sức cái cho nó xuống dòng thêm cái miếng n vậy. Xuyệt n vào. Thì sau khi các em hoàn thành cái chương trình thì các em biết cách là khai báo mảng một chiều, nhập sức mảng một chiều, và mình sau khi mà mình lưu trữ các biến vào trong cái bộ nhớ rồi thì mình đi tiến hành tính toán. Hôm trước là mình học là nhập vào một biến thì sau đó mình cho for mình đọc vào thì các giá trị của nó mình không có lưu trữ lại thì mình không thực hiện một cái chương trình khác được hoặc một đoạn code khác được. Đây là một cái đoạn code đơn giản thầy gửi cho các em đó, các em code vào cho thầy nhé.